cả cơ đồ trao cả non sông. Ôi niềm vinh hạnh trong tay người chủ tư. Mẹ lần lần ta nghe hồn thiên gọi, núi sông kêu trên vạn nẻo đăng trình. Mạng sứ mạng người trai qua soi lăng, ngàn hiểm nguy đang chờ. Nơi đây bao kẻ thân thương những lòng đời mong ngài vinh quang chiến công quay về. Mạng sứ mạng người thân đi dấn thân, ngàn hiểm nguy xem thường. Nơi đây bao kẻ đang tâm hương ngài đợi mong ngài vinh quang chiến công quay về. Một lần nữa tỏ tay cho trăm họ trao trọng trách nặng nề và hy vọng ở Lê Quynh. Thưa chủ tướng, đã nhận được ủy thác của chủ tướng, dù cho thập tử nhất sanh, trước mặt vũ trước Lê Minh tôi xin thề bằng danh dự. Tết thảo luyện quân chờ ngày quật khởi, đánh đuổi xâm lăng ta lấy lại cơ đồ. Phút lên đường nghe rạo rực cả tâm can, tôi sẽ cắt lột giặc mang về trước linh hồn của chủ tướng. Cảm ơn chị Trang. Thật sự thì cái này bị ăn liền. Mới đưa cái làm liền cái bầu hơi sượng, nhưng mà không sao. Cảm ơn rất là nhiều. Bác Bảy đã soạn chưa? Chút xíu thì có chị Phượng Hồng sẽ lên chương trình vì xe trễ. Mà bây giờ thì tôi cho đã thấy ngồi ở dưới rồi. Chương trình sau sẽ có chị Phượng Hồng. Nếu mà kịp nữa thì Vĩnh Khang sẽ lên đến với chương trình luôn. Mời bác Bảy tiếp đến gửi cái lớp gì đây. Cái bài ca này dân chúng tôi ca thì có lẽ là lâu lắm rồi, nhưng mà mỗi lần mà nghe nói cái chữ dê là dân chúng tôi rất là thích. Bởi vì cái tựa của nó ông bảy Diễn Châu đặt là tại sao nói tôi dê. Cái tựa đó là bây giờ nhờ Hoàng Phúc đàn cho tôi câu 15 và câu 16. Rau cái dứt cây liền vô nha. Dạ kính thưa ông bà cô bác, tranh của dân chúng tôi xưa nay ít ăn nói lăng nhăng tục tằn sàm sỡ, nhưng chắc có lẽ tại vì tôi có cái nụ cười dê quá cỡ, cho nên bà con mới gửi email để chất vấn tôi hoài. Có vậy thì hôm nay tôi xin thành thật tôi trình bày số tử vi thầy bói tôi nói. Kiếp trước tôi là con nuôi của Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Một hôm được mời dự lễ đại hội quần tiên, bóng hằng Nga bưng rượu đi ngang, tôi bèn chặn lại sổ sàng cười dê. Ngọc Hoàng mới nổi giận gớm ghê, đài tôi xuống thế để tôi dê tròn. Dê có giọng cười, sao nói có bảy cười có bắt bảy. Bà con ơi, khi đầu thai xuống trần gian tôi lại mới hát cải lương, vì mình nghĩ rằng đóng được kép chánh thì ôm ấp được đào thương đào đẹp. Lạ thay, lúc tôi soi gương thấy mặt mày cũng được,
mà tại sao vô đoàn hát nào cũng giao khó cho tôi đóng những vai dê? Có một đêm nọ tôi thấy tôi du lịch qua Mỹ, tôi qua Disneyland gặp bà Mỹ đang đứng dưới cội cây hứng gió. Tôi bước tới mới cúi đầu chào hỏi nhỏ, hey, you go with me, ok. Bà Mỹ bà tưởng tôi về, cho nên bà mới nói ok, yes sir. Tôi phải qua nhảy tới ôm bà ta cứ gắt, chừng nhìn nghĩ người tôi ôm là vợ tôi, nên hai vợ chồng mới tỉnh giấc. Đó bà con thấy không, tính tôi đâu có làng chàng, tôi rất đàng hoàng sao lại nói tôi về. Cảm ơn bác Bảy rất là nhiều. Đúng là bác Bảy đang quá đàng hoàng mà ai nói ghê kỳ quá. Cảm ơn bác Bảy rất là nhiều. Tuấn Châu cũng muốn giới thiệu Tuấn Cải Lương Bao Công Sen Quách Què mà chương trình Con Nhạc Phương Nam đã vừa có. Thì mời quý vị khán giả gọi vào để ủng hộ DVD Bao Công Sen Quách Què và những DVD vừa qua mà chương trình Con Nhạc Phương Nam đã làm trên VSNTV. Có thể gọi vào đài 714-531-8884 hoặc gọi cho Tuấn Châu 714-890-2794. Và bây giờ thì xin quý vị khán giả vẫn giữ đài truyền hình VSTV trên băng tần 2073. Sau phần quảng cáo, chương trình sẽ trở lại cùng với quý vị. Omega 3 6 9, Omega 3, Omega 6, Omega 9 fatty acid giúp giảm cholesterol mỡ trong máu, giảm nguy cơ nghẽn mạch vành, giúp điều hòa nhịp tim, nhất là đối với trẻ em béo phì. Omega 3 là những chất axit béo cần thiết nằm trong nhóm chất béo trong cơ thể con người. Chất béo này không thể tự có được mà cần phải nhờ thực phẩm mang.